Chú chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu có mong một xe đạp địa hình Chopit Martinez, một dòng xe đạp ngon bổ rẻ. Đấy, đúng tính chất ngon bổ rẻ khi mức giá chỉ có là 8,2 triệu mà đổi lại thì các bác đã được một chiếc xe đạp chính hãng của Pháp và được bộ chuyển động full Shimano DOG, một dòng chuyển động cao cấp của dòng Shimano về địa hình. Còn với cả là đùi đĩa là trục rỗng, toàn bộ xe là nguyên chiếc chính hãng hết. Khung nhôm, nhôm được sử dụng là nhôm 6061. Đây, 6061. Độ bền cao và chống bò mòn rất tốt với cái nhôm này. Một cái dáng thiết kế rất là đẹp. Thiết kế khung vòm, bo một đường vòm đến cuối đây, cực kỳ đẹp, các bạn nhìn trên hình. Bò mòn này về trong màu đỏ đen, rất là thể thao. Chopit, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Pháp. Dây thì được chạy hết âm sườn này. Do là xe đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về nên là cái nước sơn nó không còn được mới, nó xuất hiện những cái vết xước quá trình sử dụng không thể tránh khỏi. Nhưng mà đổi lại thì hoạt động chuyển động của chiếc xe còn cực kỳ là ngon và khung có thứ là còn tương đối là tốt. Trên ghi đông cũng được sử dụng bộ bấm của DOG này, bấm hai bên này, phanh dầu Shimano và có cả khóa hành trình giảm sóc trên tay lái. Bánh bi vòng, bi lạc đạn, máy của Vertex, vành bánh 26 inch, vành nguyên bản theo xe luôn. Giảm sóc dầu, giảm sóc này cũng là giảm sóc theo xe nguyên zin. Bi trục rỗng và bộ chuyển động sau DOG và đĩa trước cũng Shimano DOG luôn. Mức giá chỉ có 8,2 triệu mà đổi lại được một chiếc xe đáp ứng đủ tất cả nhu cầu về xe đạp của các bác, rất là ngon. Sau cũng bi vòng mặt đạn, sử dụng phanh dầu và bánh 26 inch. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 43 cm, khóa yên tới tâm cổ phốt 55 cm. Xe của các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 72-73-75 thì càng phù hợp. Bị bộ chuyển động DOG với 10 tầng lít và 3 tầng đĩa, và xe có 30 tốc độ khác nhau. Chuyển động rất là nhạy, các bác nhìn trên hình kỳ mượt mà. Và chiếc xe đang có giá bán bên em chỉ có là 8,2 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.